Đây là cổng chào mừng. Cổng này là một trong những cổng kích thước lớn, kích thước ngang của nó là 12 m, cao đỉnh là 6,5 m, được hình rất lớn nhỉ. Ví dụ đây là đang quay bằng camera góc rộng, một găng tay của tôi 20 cm thì chỉ được như vậy thôi. Ngoài ra thì có rất nhiều loại cổng khác nhau. Cao cổng này là chuyên để cho lối đi lại treo cao và có thể đi vòng xuyên qua, bao gồm cả xe tải lớn đều xuyên qua được, xe công xuyên qua được.